Vô nào. Mời. Vô chị. À, chào mừng anh trở lại với hội anh em chí cốt của em. Từ giờ trong nhà em đã có thêm đồng minh rồi. Nhớ đó nha, về nhà là phải đứng về phía em đó. Gì căng dữ vậy, chưa bước vô nhà là bắt phải chọn phe rồi. Lỡ chọn sai có bị chết không? Chết thì không chết, nhưng mà một người tài giỏi như anh đứng về phía em, lỡ như có chuyện gì anh nói vài câu là ba với ông nội sẽ bỏ qua cho em. Anh có giỏi gì đâu. Trời đất ơi, anh nói sao vậy? Anh không giỏi ai giỏi? Anh nhớ không, anh tốt nghiệp loại U, giỏi nhất trường, đẹp trai nữa, rồi biết nấu ăn nữa, đúng không? Một mình anh đậu thẳng vô công ty Minh Quang luôn, còn ai bằng anh bây giờ, đúng không? À đúng rồi, anh nhớ không, nhờ anh mà em biết nấu món cháo ngon đó đó. Hảo, Hảo biết không, cái món cháo mà em hay nấu cho Hảo ăn đó, mà Hảo khen ngon đó, là anh Khoa anh chỉ cho em đó. Bởi vậy có ông anh xuất sắc như vậy, nếu em mà là con gái em cũng mê ổng nữa. Thằng này, Hảo đừng nghe Quân, nó nói quá không à. Trời đất ơi, quá gì mà quá. Anh nhớ hồi năm 2 đại học, cái lúc mà em cãi lộn với ba em đó, em bỏ nhà đi bụi đâu có biết đi đâu đâu, trốn qua nhà trọ của anh ở nhờ đó, anh nhớ không? Nhờ có anh mà bây giờ mới biết nấu món cháo ngon vậy đó, mà còn biết sống tiết kiệm nữa nha. Bây giờ một ngày em có 100 ngàn em vẫn sống phay phay, không biết đau khổ là gì. Giỏi. Mà Hảo nè, Hảo thấy em ngày càng tiến bộ hơn đúng không? Ừ. Ngày càng thay đổi hơn. Ừ. Tích cực hơn đúng không? Em vì Hảo đó, rồi một ngày em sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo. Thì đúng là có thay đổi hơn trước nhiều, nhưng mà thay đổi cũng tốt, nhưng không nhất thiết là thay đổi tất cả đâu. Em cứ là chính mình đi, bởi vì em cũng có những điểm tốt của riêng mình mà. Cho tôi một ly nước cam nha. Dạ. Cho anh ly cam luôn nha, với lại hai ly cà rốt em đi luôn, tính tiền giùm anh luôn. Cho anh gửi tiền 4 ly luôn nha. Dạ. Tối qua cùng ngủ con ngon không? Có cảm thấy khó chịu gì không? Để tôi trả tiền lại cho anh. Không cần đâu, tôi mời cô mà. Anh không cần phải tỏ ra là mình ga lăng như vậy đâu. Chỉ đơn giản là tôi mua nước cho đồng nghiệp ở công ty, rồi sẵn tôi mời cô luôn. Với lại tôi ga lăng với một người xinh đẹp như cô thì có gì là sai đâu chứ. Mình qua bên kia ngồi chờ nước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tại sao cô lại muốn hại gia đình họ? Anh nói gì vậy? Họ nào? Tôi không hiểu gì hết á. Tôi không biết lý do tại sao cô lại muốn hãm hại gia đình ông nội tôi. Nhưng tôi biết một điều, cô là con gái của giám đốc Vĩnh Phát. Ba cô làm ăn thua lỗ, phá sản, sau đó bị Minh Quang thu hồi công ty. Con ở đây đợi ba xíu nha. Ba lên nói chuyện với ông Mầu xong rồi ba sẽ chở con đi mua quà sinh nhật nhé. Nhanh lắm, đợi ba nha. Dạ. Chú làm ơn giúp con đi ạ. Thật sự nếu như còn cách khác thì con đã không đến đây, van xin chú. Đó là cách cuối cùng rồi. Bởi vì công ty của con bây giờ đó chỉ còn cái vỏ không thôi. Bây giờ chú có giúp con theo yêu cầu của con á thì công ty cũng không hoạt động lại được nữa. Bây giờ con á tới đường cùng rồi, bây giờ phải làm theo ý chú thôi. Không đâu chú, con làm được mà. Chỉ lần này nữa thôi, chú tin con đi. Công ty là của hồi môn con để lại cho con gái con sau này mà chú. Chú đảm bảo với con, cả con bây giờ và con gái của con sau này, chú sẽ sắp xếp công việc ổn định. Con đừng cố chấp nữa, chú muốn tốt cho con mà. Ông im đi, loại giả nhân giả nghĩa. Muốn giúp đỡ tôi à? Muốn sắp xếp cho tôi hay sao? Có mà ông muốn chiếm đoạt công ty của tôi thì có ấy. Ông hãy nhớ lấy, thằng này không cần nữa. Không cần. Mình về thôi con.
Thời gian sau thì cô mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau đó được ông nội tôi nhận về nuôi và cưu mang. Cũng có thể là cô nghĩ ông nội tôi là người đứng phía sau hãm hại gia đình cô, khiến ba cô phá sản. Sau đó ông nội tôi hứa sẽ giúp đỡ nhưng chẳng làm gì hết. Đó là những suy nghĩ của tôi. Và nếu như cô cũng cùng những suy nghĩ giống như tôi như vậy, thì tôi nghĩ nhiều đó đủ động lực để cô hãm hại gia đình ông nội tôi rồi. Anh điên rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Và những chuyện của quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Và tôi nói cho anh biết, ông bà nội là người ơn của tôi. Anh đừng có kiếm chuyện với tôi như vậy. Vậy những bài báo mà cô thu thập về công ty của ba cô để làm gì? Cô đang muốn làm sáng tỏ điều gì? Hay là cô hèn nhát, cô vô dụng đến nỗi không dám thừa nhận những chuyện cô sẵn sàng làm cho ba mẹ cô sao? Đúng. Tôi muốn trả thù họ đó thì sao? Anh định làm gì tôi? Tố cáo tôi hả? Không, ngược lại, tôi muốn hợp tác với cô. Cô ngồi xuống đi. Ngồi đi. Tôi sẽ giúp cô lấy lại tất cả những gì mà cô đã mất. Tại sao tôi phải tin anh chứ? Thứ nhất, bây giờ tôi đã biết được bí mật của cô. Thứ hai, kẻ thù của kẻ thù bây giờ là bạn. Cả tôi và cô thì không thích bà Dân. Và thứ ba mới là quan trọng. Bây giờ tôi đang là người nhà của kẻ thù cô. Có tôi làm tay trong, không phải cô sẽ nắm bắt được mọi thông tin một cách dễ dàng sao? Bớt một kẻ thù, thêm một người bạn, có phải là tốt hơn không?